quyết định quận 1 căn cứ vào các điểm A, B, C khoảng 2 điều 260, điểm B, F khoảng 1 khoảng 2 điều 51 của luật hình sự năm 2015, tuyên bố bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong tên gọi khác là Z phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xử phạt Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm tù và giảm tù tính từ ngày 2/2/2020. 2. Căn cứ vào khoản 1 điều 48 luật hình sự, các điều 584, 585, 586, 589, 590, 594, 601 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những người thiệt hại từ cái thứ nhất của nơi bình thường, gồm bà Lê Thị Thu Hà, Lê Thị Vân, Lê Thị Vi, Lê Long An, Lê Thượng Quân, số tiền 417.159.944 đồng. Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Bình Thường số tiền 1.500.000.000 đồng kể từ ngày bà Nguyễn Bình Thường, người đại diện hợp pháp của những người thiệt hại kém nhất của ông Lê Bình Thường, có đơn đoạn tiền án. Nếu bị cáo chưa trả số tiền trên thì còn phải trả thêm tiền lãi với số tiền chậm trả không được đề xuất quy định tại điều 357-468 Bộ luật hình sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm trả. 3. Căn cứ vào điểm C khoảng 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tập trung cho Quỹ một xe mô tô hiệu Honda Way biển số 6221-40123 bị hư hỏng hoàn toàn. 4. Căn cứ vào khoảng 1 khoảng 2 điều 423 điều 425 Bộ luật hình sự năm 2015, hủy bỏ văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ A149 chung cư Dream Home tại 148/1 đường 59 phường 4 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh giữa bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong và bà Trần Hoàng Phong được văn phòng công chứng cộng với nhà thẩm chứng nhận vào ngày 22/4/2020. 5. Căn cứ vào các khoản 123 điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tiếp tục duy trì biện pháp kê biên tài sản đối với căn hộ chung cư A149 theo quy định kê biên tài sản số 01 ngày 14/2/2020 của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đến khi có quyết định khác khai thác việc đó để đảm bảo thi hành các nhiệm vụ thiệt hại bị cáo. 6. Căn cứ vào khoản 2 điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự, nghị quyết 326 ngày 30/2/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án quyết định hủy tòa án, bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong phải chịu tiền án hình sự cho tổng là 200.000 đồng và tiền án quyết dân sự cho tổng là 69.514.708 đồng. Trong 15 ngày kể từ ngày gây, bị cáo, bị hại, đại diện hợp pháp bị hại, người có quyền lợi dụng liên quan được thực hiện quyền kháng cáo bản án. Trường hợp có nặng tại phiên tòa thì phải kháng cáo 15 ngày kể từ ngày có đạt thẩm quyền bản án, thẩm phán và các công dân. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.